Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp theo video trong buổi chiều mùng 7 Tết, Khang Minh test quả súp BRX618S. Đây là model đời cao, tích hợp sẵn công suất cờ đa bên trong để đóng gói, dán tem. Sau đó sẽ vận chuyển về Tiền Giang trao trả cho bác Hào. Buổi sáng ngày hôm nay bác Hào đã chuyển khoản tài chính 100%. Đây là model súp, nó chạy cái củ súp bát từ leo 268G. G tức là 4 ô. Thì hôm nay Khang Minh lại mở ra để các bác quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng tham khảo những cái model súp của JBL Pro mà Khang Minh về được khá nhiều trong cái thời điểm tháng Tết vừa qua. Ví dụ như đây là model BRX618S vài quả. Bên này một quả nữa. Nó đẹp như mới luôn. Và cái video Khang Minh giới thiệu trong cái tháng Tết thì các bác quý anh em cũng nắm được khi hàng về, giới thiệu cận cảnh chi tiết. Rồi thì mấy quả súp này Khang Minh cũng mở nội thất ra một quả, và hôm nay Khang Minh lại mở thêm một chiếc nữa. Nhưng mà video này Khang Minh sẽ mở hẳn một chiếc bát ra để chúng ta xem cái bo công suất và cái nội thất bên trong cái model súp này trước khi test, và sau đó sẽ dán tem và cung cấp đi cho khách hàng, các quý khách hàng khác nhau liên tục và mua sắm ủng hộ những cái đồ mỹ bãi tuyển chọn trên Khang Minh JBL Bắc Ninh. Đấy, cái tấm biển đấy nhá, Khang Minh xin quay này. Các bác quý anh em quan tâm vui lòng điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo. Bây giờ anh chuẩn bị cho em cái bìa cắt tông luôn, test nhanh thôi, chỉ mấy phút là xong. Các bác quý anh em đợi một chút nhá. Đó, cái bát loa này, các bác quý anh em cùng xem. Cái màng bát nó hồng hồng màu tím như là khoai mon, thể hiện cái màng loa, bát loa nó vẫn còn rất là mới, gần như là chưa sử dụng. Ê căng kia. Đây là cái phía sau bo công suất này, BRX618S, nguồn điện châu Âu 220V cắm thẳng điện bình luôn. Để mở cái bát loa ra nhá. Quá mới. Soi nội thất đã, sau đó sẽ test nhện này, cổ keo này. Rất là mới, như là vừa sản xuất luôn. Đây là CG của xương, rồi thì thông tin củ đây. 268G 4 ôm này, design các thứ của USA, Made in Mexico, JBL Pro Siona, xương này, JBL dập lổi này, đấy, nhôm sáng choang. Phía dưới của màng loa đây, nó tím ngăn ngắt luôn, và cái CG màng này. Và bên trong kia là cái bo công suất. Ở đằng sau nếu như chúng ta tháo các con vít thì là sẽ nhấc cả cái bo công suất kia ra. Cái con crown và cái bộ vi xử lý cái tiếng súp nó ở trong cái bo công suất kia. Và cái thùng. Cái thùng của các model súp đời cao thì các bác quý anh em cũng nắm được rồi. Đó, không có bông tiêu âm nhá. Hãng nó không làm bông tiêu âm, bởi vì những cái dòng đời cao thì nó. Anh ơi đợi em một chút. Hàng đi rồi mà. Thế á? Bưu điện báo anh vào à? Em lúc sáng em đưa hàng xuống bưu điện rồi. Vâng vâng, ok. Khang Minh đang nói dở. Các model súp do cái thiết kế đời cao, cái cộng hưởng của âm thanh nó khác, cho nên là hãng người ta không cần thiết phải sản xuất bông tiêu âm. Do vậy là có một số các model không có bông tiêu âm, ví dụ như súp của SRX718S này, SRX728S, ví dụ như vậy. Và đây là cái model súp liền công suất crown BRX618S. Rất đẹp và rất mới luôn. Rồi bây giờ Khang Minh dán tem để lắp vào test âm thanh nhá. Mọi người cảm nhận cái tiếng súp nhá.
súp này ấy, nếu mà không hay Khang Minh cho trả lại luôn. Cái bo công suất nó có thiết bị xử lý âm thanh, xử lý cái tiếng súp, đánh chắc lịch, sâu, lặng mà hoàn toàn không có đuôi, như là qua crossover vậy. Đấy, mọi người thấy không? Tiếng súp nghe phê cực kỳ. Lát nữa Khang Minh sẽ lắp cái căng lại. Và cái dây ngắn ngắn kia là nó kết nối với cái bóng đèn LED ở trên cái e-căng, cái logo của JBL trên cái e-căng lưới nhé. Quá là phê luôn. Đây là cái âm lượng Khang Minh cho cũng vừa phải thôi, bởi vì đánh to quá thì nó, các bác nghe thấy cái tiếng rung tôn ở trên này không? Nó đánh rầm rập. Chuyển đi. Bác Hào trong Tiền Giang thì cũng mua của Khang Minh rất là nhiều đồ rồi. Loa 47 và 5X, Cra 3006, rồi thì micro Sennheiser Everdub 500, đầu 945. Tiếp theo bác lại ủng hộ một quạt súp BRX 618S. Rồi. Lấy bìa đi anh. Để đóng.